Còn đồ thị là đường cong như hình vẽ, đồ thị Fx nha. Fx và gx. Còn 3 là chắc chắn đây thằng Fx rồi đúng không? Parabol là thằng gx. Tính tích hình phẳng của hàm này là công thức tích hình phẳng là gì các bạn ơi? S bằng tích phân từ hai thằng này P và Q đúng không? Tích phân từ P đến Q trị tuyệt đối của gì ạ? Gx chia Fx cộng 3. Đấy. Đúng tiêu tích cả thằng này không? Nhưng mà điều quan trọng là thứ nhất ta có biết PQ là thằng chỉ đỏ tất cả. Đúng, có biết PQ không? Và đặc biệt nữa lại càng không biết thằng em biết thằng gửi. Ok, mấu chốt bài toán. Ở câu này bạn nhìn, bạn nhìn được thằng này thì nó sẽ ra là nhìn này. Nhìn lên nhìn này. Ồ. Các bạn biết gửi